Ngọc Thần rất vui lại được đồng hành cùng với quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, 5 tập trong tuần vừa qua quả thật là hồi hộp. Bằng tài ăn nói của mình, Quốc Nguyên đã thực sự thuyết phục được Tề Vương liên minh cùng với nước Sở để đối phó với nước Tần. Bên cạnh đó thì chân tướng của sự việc Sở Vương bị đầu độc cũng dần lộ rõ. Những sự việc đó đã khiến cho gia đình Mạc Sầu gặp phải biến cố mất đi người thân. 5 tập tiếp theo của tuần sau hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Quý khán giả hãy đón xem tiếp diễn biến vào tuần sau nhé. Và tuần này, như thường lệ, có 5 bạn khán giả nhận được giải thưởng của ban tổ chức. Đó chính là một chiếc thẻ cào trị giá 100.000 đồng cho mỗi bạn nhắn tin câu trả lời đúng và nhanh nhất, like và chia sẻ bài viết của chương trình. Và các bạn chú ý là chia sẻ bài viết để ở chế độ công khai. Và bây giờ, mời các bạn cùng xem đáp án cho các câu hỏi tuần qua. Cần loại cây tên khoảng đông qua dùng làm thuốc dẫn. Đây là hương lan. Thuốc này có tên là Bách Nhật Ai, một loại thuốc độc của nước Trịnh. Nước Sở ta hạn hán đúng 3 năm. Hôm nay, chưa được 3.280 người. Chúc mừng những khán giả sử dụng Facebook sau đây đã may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. 1. Râm Tỷ, trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 41. 2. Tú Trinh, trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 42. 3. Bình An, trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 43. 4. Lạc Lối, trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 44. 5. Lý Văn Bảo, trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 40. Ban tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp và trao giải trong thời gian sớm nhất sau khi nhận đủ thông tin từ các khán giả trúng thưởng. Và quý vị thân mến, với mong muốn là một sân chơi hấp dẫn dành cho tất cả các khán giả yêu thích và ủng hộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ quý khán giả từ xa. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage, YouTube và trang web tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem phim và tiếp tục tham gia chương trình để có cơ hội trúng được giải thưởng hấp dẫn. Rất đơn giản phải không quý vị? Xin được chúc cho tất cả quý vị sẽ có thật là nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.